xuyên lên cho đất chơi nha. Đi đi. Sáng ngày 9 nè. Cầu quay. Cầu quay hả? Đây là gọi mấy cầu quay trung tâm ngày xưa là cầu quay. Sư quay. Nhà dốt ở đây nè, anh ấy nè. Đó. Khóa cầu này. Đi qua bên đây hả? Ngược vậy hả? Còn nhiều lắm, ông nhà còn nhiều lắm, ông nhà cũ rồi, nhà đại á, thánh cổ đại dưới này mà, qua cầu này, nhà thánh cổ đại, qua khỏi sân bay, nãy định quay trên đường phố Long Xuyên, nó cầm đã nói mình được chạy xe quay phim, nhà chú thì quay thì được, có nhưng mà cầm chạy về cầm, làm được mấy anh kia nó sẽ nói mình cầm, chạy xe đó mình xin cầm. Xuyên vậy đường Nguyễn Thái Học nó bán đồ ăn cũng vậy. Nguyễn Thái Học bán đồ ăn. Vậy đường Trần Hưng Đạo. Chính. Đường chính nữa là hả? Đường thứ 3, thứ 10 đó thì ăn khớp là tàu rồi. Dạ khớp. Thì nghe là sẽ khớp. Tôi diễn tập tôi phim kìa. Tại vì nó đang chạy chậm cái con lần nó chạy nó hút. Tới hú là một cái gì. Xe nó gặp tàu ra chạy cứ gõ nó tàu trong nhà nó có. Còn đất Kiên Giang. Mai mình cũng đi đường này hả? Không, mình đi xong hả? Nó tẻ giá. Nó giá là sỏi. Đất này nó nằm chưa tới gặp giá nữa. Đất này nó nằm cũng dầm gầy vậy đó. Tiền lương. Tiền lương. Nằm giữa. Đi cái bài là sỏi. Thank you.
xưa giờ luôn hả? Đúng rồi. Tôi thầy cá sấu. Cá sấu là cá sấu là bán ngoài đường bán cổ không? Ta đến đó không? Rừng cung cấp nghề. Cá sấu giải cá sấu. Cứ
nha anh bà đi toilet. Như chỗ này không phải ốc té hả phải không? Ừ. Đi lúc này ít ha, lúc trước mẹ đi với vả về đi đồng lắm à. Bây giờ sao gắn quen, càng ngày càng gắn. Tại hôm nay thứ hai nè. Lúc này kinh tế Mỹ. Tại hôm nay thứ năm mà, đâu có đi nhiều đâu. Kinh tế nó xuống hàng tại ít đi. Đi tốn tiền nhiều. Là không ra tiền. Lợi đó. Trực. Chỗ nhà không? Đó chứ, vô sát sát. Đi lên tới đây không đứng nhanh. Chỗ nhà nè. Vô đây nó không trâu quay. Vàng nó trở lại đây mua. Đi lại chỗ nó đi, nó công ở đây mua lòng nữa, giống như bữa đó. Hai hũ nữa về nhà bà Liễu kêu bà luộc thịt ăn. Hai hũ đưa không? Ăn hũ rồi. Hai hũ. Hai hũ đi. Ăn hũ gọn hũ rồi lại cho bà. Ừ. Mấy người kia bây giờ đâu có ăn mắm nữa, nhưng mà Hương rồi đó ăn mắm. Ừ. Bà mình nhức giỏi chẳng là đâu à. Mình ăn. Ừ, mình ăn. Mình ăn đang rồi nữa. Một số đó mấy cô 36 số bà 3979 thằng gài 33 tiền bao la nè cô. 788779 là cô 72 tiền. Bây giờ nó không bán được rồi. Này nó bán trên này. Cũng muốn bò ăn không? Anh biết mua đi, mua cho mẹ ăn đi. Mẹ hết ăn rồi. Luộc đi. Bánh chén đi hả? Hồi nãy nói gì? Quên rồi. Lẩu. Nướng với lẩu nữa. À. Nướng nó bắp bò hoặc là đùi. À, bò bị xả nướng, còn sườn nướng xả nướng. À, nướng gì rồi? Kêu luộc rồi đó, luộc gói á. Bây giờ kêu Hương nướng ăn đi. Trắng lưỡi kim nó mía bắp hò. Dạ. Không biết ở các bộ. Cái này là lòng luộc. Hồi nãy mình kêu rồi, nãy mình kêu lòng. Ừ. À. Lòng luộc đó nãy mình kêu lòng luộc đó. À, giờ kêu nướng đi. Mình kêu nướng đi, ngoan nướng kêu đi. Thị xã Tịnh Biên, xin chào quý khách.
Chỗ nào cũng có bán ở đây. Một lần rồi, mẹ vô đây mua nè, cái đâu có mua ở chợ cái chùa. Thì tại bảo mua ở mua quen á, bảo mua bà hay hết á chứ đâu có gì đâu. Dạ không. Thôi gì vậy? Trong đây nè, chợ đây nè. Dạ, tỉnh biên. Ủa gì? Thì có gì trong đây? À. Quá trời. Con vừa gọi trắng dầu là vàng trắng thì có đầy đủ hết, muốn gì coi đi chị. Dạ. Con thì có cái gì ghé coi đi cô ơi, vào cái bắp nhiều quá cô ta năm cô ơi. Gì coi ghé coi chị ơi. Cái gì? Cái gì? Cái kè đó. Có bán cây chút để chồng. Cái cây vừa cho mà uống chồng. Cái kè cô đặc sản của tỉnh Biên. $35 là bắt 2 bắt 30 chục thôi, bắt 2 2 ơi. Tiếng tiền. Ông thấy mua hết cho dầu 90 ngàn rồi đó. Mua chưa? Hay dạo rồi. Hồi lắm à. Em mùi hồi lắm. Thôi cả giống mua được, muốn mua mà. Ông muốn mua hay ông nhìn rồi, muốn mua người ta mua đi, có tiền, bạn cũng có tiền. Rồi ổng nghe 90 ngàn mắt. Ở đâu vợ chồng không có trăm ngàn về đây có nè. Ổng dạ. Ổng mua trăm ngàn ăn thử, mua trăm ngàn rồi. Đi. Vô đâu? Không có mượn đâu. Vô đâu? Có nhiều cây luôn. Chứ không phải một cây chắc cái vườn người ta. Nhưng mà cây đó trời nhìn trái nhất ha. Ừ. Ừ, quá trời kìa. Vô. Bán ký vàng nữa.
đâu bánh xèo là sao nè? Thôi đợi sẵn rồi. À. Thì... anh không có đỏ à, cười quá trời nè à, đi. Đánh không? Đánh không? Đánh thì tắt cái đó. Cơm về bán sao vậy cô? Cơm về bán sao vậy cô? Dạ. À, như vịt, như vịt. Dạ, gói 15 ngàn. 15 ngàn hả? Vậy lại còn 3 gói. Đồ lên quá. Bán có 10 ngàn, hồi lần có 5 ngàn à, sao lên 10 ngàn? Mai mốt 10 ngàn là bà sao? Không, mà đi chơi đi bộ rồi nó bán 5 ngàn để sẽ đi du lịch. Đi chơi du lịch tối tháng 15 ngàn. Lạ, thấy người lạ quá lạ. À. Giống như Kiều. Không có đồ ăn, không xin tôi muốn rẻ. Tấm trái rẻ. Lắm ngày nào mà tối có đi đâu nữa không ký? Không, về nhà ngủ luôn. Thank you.
không? Không, nghe nó không phân biệt. Có gì đâu. Nếu không phải đi xe mình thì không thôi, thôi đi đi. Đông về ba ông ngoài lắm, nhìn không đi. Cái gì? Mẹ đâu ngoài lắm, nhìn không đi. Nó không cho tiền. Cái mày nó xây nhà đẹp quá. Tắt cọc. Này mình ta. Đây có dầu không? Dầu. Dầu Đà Lạt. Dầu Đà Lạt. Dầu bên Mỹ rồi bên Úc rồi sao trái nào nấy bự quá trời nha. Dầu bên đây dầu Đà Lạt á nhỏ xíu à. Mà chua lè. Rồi mấy rồi đủ chưa? Lớn. Bán hai trái. Hai trái, hai cái chín phải gọt đó. Chưa?
đêm lạnh chùa hoang. Rồi sao? Trường này cũng có nè. Trường này có gốc me, không me đâu tìm. Đúng. Bánh pate xô. Sao nó khó khăn? Hả? Sáng này mà đâu có đặt trước hả? Không. Không cần. Cái mùa lễ mà anh đặt là... Em bà bán cái gì? Chú chiền gì kìa mấy nhỉ? Chú thì... chiền bơ. Chú nào được? Ba chục. Ba chục. Ba chục. Con cá hồi loại. Cái này là ký tư giác không tính chú ký tư nè. Ký nhiều. Bao nhiêu? Ký 450. 400 à. 450 coi. Dự là 16 nữa, 16 nữa. Cái
gì tính sao hôm nay nghe gì mà nước mà hành đi chị mà hành bỏ đậu phộng lên lửa nha lửa nha lửa cho ngon nha lửa cho ngon nha nói thiệt nha không muốn hốt nha hốt quen á Mưa có chỗ đục mà trong đây đâu có mưa đâu. Xe vô nó chịu mưa có chỗ đục mà. Ừ. Có trong xe đó nữa. Dòng phong. Ừ. Tại cái chỗ này nó hơi bị thịt chắc không? Chắc chắn. Ờ đã nói chứ không có cảm. Bữa 27 không phải nó cũng phải lựa chứ. Phải lựa uy tín là được. Không phải. Nhưng mà cua nó chắc phải không? Cua rắn. Mấy ngày này là cua chắc rồi. Có hai loại, nghĩa là cua sống cua ngọt. Muốn ăn cua ngọt thì giá nó rẻ hơn. Không có tiếng ai biết. Nó đạo nhưng mà nó vừa nó chết. Nó vừa tắt hơi là nó gì? Tì ha. Ngày xưa nó phải vô cho quá. Cái gì? Bánh của con á kìa. Bánh quá mua cái gì mua chứ. Bánh lần xe. Cái chả này là của con nhỏ đó không? Dạ. Dạ dạ mà. Bữa hết một bằng nữa luôn. Ông già ngoại này chưa chết đi. Thank you.